Em chào các bác nhé, em lại đang ở trong rừng để tìm ngọc cụ ơi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái cây ngọc cụ nào các bác ạ. Hình như là nó chưa mọc đâu hay sao ấy. Với lại chỗ này nó khô quá, nó cũng chưa mọc được. Tuy nhiên em thấy một cái rất là hay. Đây này. Đây các bác. Các bác ơi, đây, đây. Đấy các bác nghe thấy gì chưa? Một cái tổ ong mật đấy các bác. Ong mật đấy, ong mật tự nhiên này này, ở đây này. Đây này, ở trong cái hang này này. Đó. Nhưng mà em cũng chẳng làm gì được nó cả. Em cũng chẳng dám động vào xem đâu, nó đốt cho thì sưng hết mặt luôn. Với lại mùa này hình như nó không có mật rồi hay sao ấy. Cái ong mật, cái mật ong thì nhà em thì em thu mua khá nhiều. Cho nên là bác nào mà cần mật ong thì các bác nên lấy về em. Bởi vì em có mật ong tự nhiên đây này, toàn là những cái ở trong rừng già như này luôn ấy. Nhưng không phải em đi đánh đâu, là các bạn đi lấy cho em thôi, em mua lại thôi. Bởi vì là em cũng không, em nói thật với các bác là em không bắt được ong đâu. Bắt nó đốt cho chết đấy, mà sưng hết mặt luôn đấy các bạn. Tự nhiên, ong tự nhiên như thế này mới được, mới gọi là ong rừng, chứ không phải là ong nuôi đâu các bác. Ở đây có một cây dứa rừng, năm ngoái nó có quả nhưng năm nay nó không có quả này. Cái rừng, dứa rừng nó rất là to. Em thì chui rúc từ buổi sáng rồi, chưa được cây ngọc cổ nào. Hôm nay đi có vẻ như là không may mắn lắm các bạn. Đây là một cây gắm này. Cây gắm này, cây gắm đen này. Một cây gắm này. À. Cây ngọc cụ nó sẽ mọc ra những cây rễ của cây này này. Nhưng mà xem ra thì vẫn chưa thấy bụi nào. Mà ngọc cụ thì ở chỗ em thì hình như là mùa này nó cũng chưa mọc nhiều đâu các bác, chỉ có nhú ra thôi. Nhưng mà mình cứ đi tìm thế, nếu mà nó còn bé quá, nó còn nhú ra bé quá thì thôi, để cho nó lớn nữa mấy hôm nữa thì mình về lấy. Còn cái nào to thì mình lấy trước. Ở chỗ em tìm ngọc cụ thì nó khá khó khăn, nó không đơn giản đâu các bác. Nó không phải như ở chỗ khác, nó không có nhiều đâu. Nó là nó khô ấy. Khô hạn ấy thì nó ít lắm. Đây này các bác. Nhìn như thế này mà vẫn chưa thấy bụi nào đây này. Đấy. Mỗi cái dâu hùm này, to đùng này. Em cũng chẳng thấy đây dâu hùm ở đây đâu. Đây nó xa lắm. Không thấy cây ngọc cụ nào luôn. Các bạn đã không thấy cây ngọc cụ luôn luôn. Đối với một số thầy thuốc ấy thì cây ngọc cụ nó không quan trọng. Nhưng đối với em thì cây nấm ngọc cụ nó rất là quan trọng trong bài thuốc của em. Bài thuốc chữa bệnh của em thì nó rất là quan trọng. Cho nên là mỗi năm em thu mua và đi thu hái khá nhiều nấm ngọc cụ. Tuy nhiên là đi như ngày hôm nay thì cũng chẳng được cái gì. Nói thật với các bác, đi cả buổi sáng rồi. Đằng sau thì được chuối, hơi chuối rừng. À, cái hoa chuối đỏ. Nhưng mà cái mục đích của mình đi tìm thì không có. Đây này. Vừa đi vừa quay cho các bác chui rúc như này mà không thấy cái bụi ngọc cụ nào đây này. Thấy mỗi cái tổ ong kia nhưng lại không dám lấy. Với lại mùa này hình như nó hết mật rồi hay sao các bác? Đi hái thuốc thì nó không đơn giản một tí nào đâu các bác ơi. Chui giúp cho này. Chui cho người thì bẩn hết rồi. Người thì mồ hôi một kê toát hết rồi. Bây giờ mới có hơn 8 giờ mà. Hôi một kê toát hết rồi này. Hình như hôm nay em không được cái ngọc cổ nào thật các bác ạ. Ra đến đây không thấy cái bụi nào nó mọc lên luôn. Hay là nó chưa mọc ấy. Hay là nó chưa mọc. Hoặc là nó mọc... Nó mọc bé quá mình nhìn không thấy á. Cho nên cái nấm ngọc cụ ấy, nhiều bác cứ hỏi em bảo là đây này, cái này cái dây của nấm ngọc cụ này. Nấm ngọc này, nhưng mà nó không có. Nhiều bác cứ hỏi em bảo là
lấy bao nhiêu cân làm gì có bác, em thu mua được thì mới được, còn không thu mua được thì đây này các bác thấy chứ, em đi tiểu quả bưởi có được cái nào đâu, không được cái nào luôn. Đây lại thấy cái cây mọc ở đây này, cái cây đắp mùn nhọt đấy các bác, từ từ đã, xuống đây quay gió cho các bác. Cái này là vừa chui vừa quay cho nên nó hơi khó các bạn. Đây này, lá của nó này các bác chú ý này này, nó mọc thân nó này, lấy cái thân nó này về đắp giá đắp vào này, rất là mềm này, lá này đấy, cái đắp mùn nhọn đấy, chả biết cái gì đâu, chả biết tên cái gì đâu, chỉ biết đấy đấy, chỉ biết là đắp mùn nhọn thôi. Nói về cây nấm ngọc cũ nha các bạn nhé, cây nấm ngọc cũ thì nó sẽ mọc ra ở những cái dây như này này, gọi là thau cát này, nó mọc ra ở những cái dây thau cát này, nhưng mà ở đây không thấy này, mưa nó khô quá nó cũng chẳng mọc được các bác, nó khô quá nó cũng chẳng mọc được cái nấm ngọc cũ ấy. Mà chui vào đây cũng không được cái quả gì cả luôn, giữa rừng cũng không được, ngọc cũ cũng không được, được một ít hoa chuối thôi, hoa chuối đỏ thôi, hoa chuối đỏ thì cũng chia sẻ với các bác rồi. Lại còn ngã lềnh xềnh nữa các bác, không đơn giản một chút nào luôn các bác ơi. Bác được tưởng đi tìm được cái nấm ngọc cũ nó dễ à, không có luôn. Hôm nay bạn chả được cái nào luôn mà bạn thấy một bụi cái gì đây, cái ngũ gia bì gai à, ồ đây này, đây đây cái gì, cây dây của cái ngũ gia bì gai, gốc nó đâu, gốc nó đâu, gốc đâu, gốc đâu, tìm gốc của ngũ gia bì gai xem có cái quả nào không. Nhưng mà cây ngũ gia bì gai này thì em cũng chỉ xem thôi các bác ạ. Đây 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 đây, đây cây ngũ gia bì gai đây này, gốc của nó này các bác này, không biết nó có quả không. Đây có chứ, đây thấy ui, đây của ngũ gia bì gai này các bác, em mệt lắm rồi, em ngồi đây em bới ngũ gia bì gai để chia sẻ các bác, em không đi tìm quả cổ nữa. Đây các bác ơi, cho các bác xem nhá. Wow, cái củ này cũng khá to này. Ôi dồi, đây các bác. Mệt quá. Đây các bác, đây là cái ngũ gia bì gai này này, cũng kết hợp với lại dập cái củ ngũ gia bì gai này. Đây các bác nhìn thấy chưa, nó đỏ này, nó già này, cũng kết hợp với lại cây pidin là cây ngọc cũ ấy, em đang đi tìm cái này không được cái nào đây này, kết hợp với lại cây ngọc cũ này và cây xuyên tim này thì chữa bệnh tim và bệnh yếu sinh lý là số 1. Các bác biết cây xuyên tim chưa, cây xuyên tim em không có đâu, cây xuyên tim thì ở Cao Bằng mới có, em ở Cao Bằng với lại Lạng Sơn em hay lên Cao Bằng mua, là mua cây xuyên tim các bạn nhé. Đấy, kết hợp để chữa bệnh tim này. Và cái cây này thì em giới thiệu nhiều rồi, cái cây này người ta còn gọi là nhục thung dung của núi rừng cơ đúng không. Thì cái cây này thì các bác mang về đi, các bác rửa sạch đi, các bác thái ra, các bác phơi, hoặc là các bác đổ lên các bác phơi để các bác có thể sắc uống, hoặc là nhưng mà uống thì các bác uống kết hợp với nhá, cái này nên uống kết hợp, sắc uống hoặc là ngâm rượu thì nó sẽ rất là tốt cho nam giới, cho sinh lý của nam giới. Nó đỏ như thế này mà, ở đây là nếu mà cây như thế này thì sẽ lấy được nữa, ở núi đá với núi rừng thì đồi thì nó sẽ lấy được. Cái này rất là tốt, em vừa nhập cái này là 84 cân loại này, hôm qua em vừa nhập 84 cân loại này, cho nên là hôm nay em nhìn em chỉ chia sẻ cho các bạn thôi, em cũng không cần phải lấy đâu, bởi vì em lấy 84 cân rồi mà này. Cây này đây này, lá nào ở trên kia không lấy được. Này sắc uống thì nó sẽ cũng rất là tốt này, đặc biệt là chị em phụ nữ cũng dùng được trong bài nội tiết tố nhá. Đấy, da rẻ hồng hào thì kết hợp với lại cây cỏ làm đẹp các kiểu nữa, thì dùng cái này sắc uống thì da rẻ sẽ hồng hào, điện nước sẽ đầy đủ nhá chị em nhá, các bạn nhá. Đây đấy. Cái cây này thì em có, bây giờ thì em có nhiều, nhưng mà các bạn theo em ấy, nếu mà các bạn lấy thuốc ấy, thì các bạn đừng có lấy mà độc vị ngũ gia bì hoặc là cái gì, thì các bạn đừng có lấy độc vị. Tốt nhất là các bạn nên lấy một đơn thuốc để thầy thuốc họ kết hợp cho thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì họ biết kết hợp mà, thì lấy nó sẽ kết hợp nó sẽ tốt hơn. Đây ạ, đây này các bạn, đỏ như này này,
Cái này cũng chữa bệnh tim nhé các bạn nhé. Còn thì em mệt lắm rồi các bạn. Em không được cái ngọc cổ nào thôi. Em còn ngồi trong bùi nữa bây giờ. Bây giờ thì gần 9 giờ rồi. Gần 9 giờ rồi còn chưa được cái ngọc cổ nào. Thế mày bới đi này. Cậu bới đi. Đấy, đi đâu thì cũng có một đống hộ vệ này. Đấy. Một bạn này, hai bạn này, ba bạn này. Kể cả em có ngồi ở trong rừng này em cũng thấy bình thường, em chẳng có gì cả. Các bạn ạ. Ở trong rừng này thì ở chỗ này thì rừng già lắm nhé, heo hút lắm các bạn. Tìm ngọc cổ chả được không nào. Vậy thôi em chào các bác nhé. Chia sẻ với các bác một chút vậy thôi. Ngọc cổ thì không tìm được. Chia sẻ với các bác là đi đấy thôi. Nhưng mà bác nào mà muốn lấy ngũ gia bì gai ấy, củ ngũ gia bì gai ấy, thì alo cho em. Bây giờ em có 84 con. Hiện tại giờ em có 84 con đang phơi. Chặt ra hết rồi đang phơi các bác.